Thank you.
hướng đến Chi Hương Linh, hai vị nhắc nhở Chi Hương Linh đều Chi Hương Linh nhận ra được rằng thân người trong cuộc sống vừa qua vốn là thứ vay mượn của đất nước gió lửa. Nhân vay mượn này Chi Hương Linh đã trả xong, bởi vậy đừng bám chấp vào thân tứ đại vay mượn nữa, hãy xả đi mọi sự bám chấp vào thân. Bởi nếu bám chấp vào thân thể trong kiếp sống vừa qua, Chi Hương Linh sẽ không thể giải thoát được. Xin các Phật tử hãy nhất tâm thay vì để Chi Hương Linh xả đi sự bám chấp vào thân thể, xả đi sự bám chấp vào kiếp sống vừa qua, mới có thể nhẹ nhàng giải thoát. Trên Thầy sẽ làm nghi thức khai thị cho Chư Hương Linh. Trên tay của Thầy là đĩa đất nước gió lửa. Những biểu tượng này sẽ được đắp xuống để khai thị cho Chư Hương Linh dứt khoát xả đi sự bám chấp vào thân thể vật chất, để nhận ra được tự tính tâm, để vãng sinh tịnh độ. Xin các Phật tử nhất tâm khai thị cho Chư Hương Linh. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hương Linh Lê Song Thủy, Hương Linh Nguyễn Thị Văn Trạng Bát, Hương Linh Nguyễn Thị Vi, Hương Linh Chí Thị Nhâm, Phan Lên Tiểu Nhã, Hương Linh Nguyễn Văn Bẩm, Phan Lên Chí Giác, Hương Linh Vũ Trọng Toàn, Phan Lên Thủy Tâm, Hương Linh Đào Thị Hà, Phan Lên Tiểu Bình, Hương Linh Nguyễn Cảm Hà Lâm, Phan Lên Diệu Tài, Hương Linh Nguyễn Văn Năm, Phan Lên Quảng Khang Phước, Hương Linh Phan Hương Linh Đinh Văn Chiêu, Hương Linh Lê Văn Thanh, Phan Lên Phúc Hà, Phan Lên Tà Thị Kim Dung, Phan Lên Diệu Vui, Hương Linh Nguyễn Xuân Thành, Hương Linh Nghe Du Diệu, Phan Lên Nhuận Lương, Hương Linh Bùi Thanh Thủy, Phan Lên Diệu Hiền, Hương Linh Hoàng Cố Thân, Hương Linh Hương Thị Ánh Nguyệt, Hương Linh Dương Thị Tuyên, Phan Lên Đoàn Hóa, Hương Linh Nguyễn, Phan Lên Thiện Dũng, Phan Lên Nguyễn Xuân Thành, Phan Lên Thiện Tâm, Hương Linh Giang Thị Hòa, Hương Linh Cô Linh Phúc, Phan Lên Trần Phúc, Nguyễn Văn Thanh, Tiểu Từ Phúc Sáng, Hương Linh Hà, Từ Xuân, Hương Linh Cao, Thị Đường, Hương Linh Đặng, Thị Dư, Hương Linh Ngô, Thị Dân, Hương Linh Nguyễn Thị Từ Hương, Pháp Lên Nhị Đức, Hương Linh Nguyễn Thị Thu, Pháp Lên Trân Liên, Hương Linh Nguyễn Thị Hà, Pháp Lên Diệu Hiên, Hương Linh Cao, Thị Nhị, Pháp Lên Diệu Thiền, Hương Linh Đức Lê Thị Hiệp, Pháp Lên Thị Quảng, Hương Linh Lê Văn Xuân Thiền, Pháp Lên Trời Minh, Hương Linh Phạm Thị Xê, Pháp Lên Diệu Hoa, Hương Linh Phẩm Tuấn Thanh, Anh, Pháp Lên Ngọc Tú, Hương Linh Nguyễn Văn Bình, Hương Linh Trần Thị Vũ Thường, Hương Linh Lê Văn Năm, Pháp Lên Quảng Khang, Hương Linh Lê Văn Giang, Pháp Lên Trưởng Phúc, Hương Linh Nguyễn Văn Giảng, Hương Linh Đoài Văn Hoàng, Pháp Lên Chí Hải, Hương Linh Nguyễn Thị Phúc, Hương Linh Phạm Thị Kỳ, Pháp Lên Thức Tâm, Hương Linh Nguyễn Thị Tám, Hương Linh Nguyễn Văn Khách, Pháp Lên Phúc Sáng, Hương Linh Nguyễn Thị Phú Hiền, Hương Linh Hà Thị Vinh, Hương Linh Lê Văn Vinh, Hương Linh Nguyễn Thị Tư, Hương Linh Nguyễn Văn Long, Hương Linh Ngô Thị Thi, Hương Linh Nguyễn Thị Thi, Hương Linh Phẩm Có Năng, Hương Linh Lê Song Thủy, Hương Linh Nguyễn Văn Trạng Bát, Hương Linh Nguyễn Thị Vi, Hương Linh Chí Thị Nhâm, Phan Lên Tiểu Nhã, Hương Linh Nguyễn Văn Bẩm, Phan Lên Chí Giác, Hương Linh Vũ Trọng Toàn, Phan Lên Thủy Tâm, Hương Linh Đào Thị Hà, Phan Lên Tiểu Bình, Hương Linh Nguyễn Cảm Hà Lâm, Phan Lên Diệu Tài, Hương Linh Nguyễn Văn Năm, Phan Lên Quảng Khang Phước, Hương Linh Phan Pháp Màu, Lời Ngươi Kiếm Hồi Đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chuyện có phán đỉnh trong cho sư hương linh thì con xin đỉnh xuyên quý sư là phòng tăng cả các phật tử tụng nghi quỹ trợ tỉnh đức phật a di đà do hoàng nam tràng ạ. Bây giờ xin mời các phật tử giờ nghi thức di đà trong trong số hai ạ. Cái này là ban bác khí rồi trên này sắp hai tuần rồi trên này. Anh nhiều bạn nhận được các Phật tử buổi hôm nay là khóa lễ để chuyển tỉnh Đức Phật Quang Đán Đàn Tràng để ban gia trì quán tỉnh cho sư hương linh, cho nên là thường mời các Phật tử chúng ta không nói chuyện riêng ở trong đàn tràng, rất là chùa và giữ yên lặng. Nếu như các Phật tử nào có điện thoại thì cũng để chế độ lên lặng giúp thầy chùa. Các Phật tử hoan hỉ để cho đàn tràng được trang nghiêm thanh tịnh, thì xin các Phật tử chúng ta không ồn ào để gây ảnh hưởng đến sự cảm giác của sư hương linh. Hương linh lên thân thiện pháp danh vệ nguyên, hương linh phản thị xen pháp danh diệu hoa, hương
lên phẩm có năng sau canh nhược tú hương lên tuấn văn bình hương trần thế bộ trưởng hương lên lê văn cao sau canh quảng can hương lên lê văn cao sau canh tiểu phúc hương lên thế văn giảm hương lên đại văn hòa sau canh lý hải hương lên nguyễn thủy thu hương lên giảm thị đài sau canh nguyễn cao hương lên nguyễn thủy tá hương lên lê văn bình sau canh cát mộ hương lên nguyễn văn cát sau canh chí minh hương lên nguyễn thị bình sau canh diệu quý Thank you.
quảng xa, tôi đem đeo văn cao, tôi đem tử phúc, tôi đem đeo văn giả, tôi đem đại văn hòa, tôi đem trí hải, tôi đem nữ thị tu, tôi đem cả thủ trì, tôi đem đức cao nhân, tôi đem thủ phá. Tôi đem đeo cho mình, tôi đem các ngộ, tôi đem đeo văn giá, tôi đem trí tinh, tôi đem nữ thị vị, tôi đem tiểu trí, tôi đem trí thị chiến, tôi đem tiểu nhã. Tôi lên cái văn bẩm, tôi lên chi giác, tôi lên bố trọng quản, tôi lên triệu tâm, tôi lên đào điều hòa, tôi lên triệu bình, tôi lên nguyễn đặng hà lâm, tôi lên triệu tài, tôi lên cái văn lao, tôi lên quản tham phước, tôi lên phan thị trẻ, tôi lên nhân chính, tôi lên nguyễn huy khôi, tôi lên quản đức, tôi lên mai thị trị, tôi lên phúc trí, tôi lên đào văn trí, tôi lên triệu tâm, tôi lên nguyễn thị tử, tôi lên triệu trí, tôi lên chỗ thế trà, tôi lên chi đức, tôi lên lê thị thư, tôi lên cố thị thu hiền, tôi lên hàm thị kính, tôi lên lê xuân đích. Tôi lên Nguyễn Thị Tư, tôi lên Nguyễn Thị Ngọc, tôi lên Nguyễn Văn Tâm, tôi lên Ngô Thị Thi, tôi lên Nguyễn Thị Thi, tôi lên Khổng Tuấn Anh, tôi lên Hàm Sở Phá, tôi lên Nguyễn Thị Lan Thương. Nguyện chương đức nhà cùng đàn trang đàng đàng hai hồi nhân thiết chứ. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trở nên thật sáng như
Đời thông qua chẳng thân nhân chung.
Thank you.
theo nhiều phần phân tích là trên